Sup các bạn, thì bây giờ là Trung đang ở nhà của bạn và đang chuẩn bị ăn đồ nướng. Thì tối nay là Trung cũng tiếp tục là đi tập khuya với lại hai người bạn thân của Trung. Thì trong cái vlog trước thì các bạn cũng đã biết rồi. Hiện tại bây giờ là Trung đang đợi cho Thảo lên và quay đồ nướng. Ê, thì nó đây. Đây là một đứa. Đây là đứa thứ hai. Ok, thì tối nay là Trung sẽ tập nghề tay như các bạn yêu cầu ở trên vlog rất là nhiều. Thì cái nghề vai thì Trung đã tập qua rồi, thành ra là bữa nay Trung sẽ không có quay nữa. Wow, thì Phong, hiện Phong là đang đảo thịt và đậu bắp. Thì cái món này nướng lên rất là best. Yeah. Và có cả lẩu Thái ở đây nè. Rất là best. Baba, so cái miếng thịt nướng này bông. Shit. Damn. Shit, cái miếng thịt nướng nó dậy vậy nè. Và nó bó ra thì nó rất là nhiều mỡ. Nhưng mà ok, từ đây là cuối tuần tôi là cheat day, ok. Thì bữa nay tôi mới ăn khoai lại được hai bữa. Thì nói chung là kiểu ráng ăn liền một chút thôi. Nhưng mà bữa nay chúng ta sẽ cheat một chút. Thì bây giờ là chúng mới ăn xong, thì bây giờ mình sẽ ăn tráng miệng panna cotta, mùi basil fruit, là mùi chanh dây. Quán này làm panna cotta rất là ngon, mà sau đó là xíu một ly cà phê để lát nữa làm quỳ quốc cao. Và lát nữa bây giờ là mấy giờ ta, bây giờ là 8 giờ và lát nữa là bây giờ chung lát nữa khoảng 10 giờ 15 là chung sẽ lên tập. Ok, hẹn gặp mấy bạn ở trên the new gym. Peace. What's up? Mình mới đến gym và bây giờ đang leo lên 5 tầng lầu để lên the new gym. Thì bữa nay cũng giống như mọi tuần trước, thì bữa nay là lên sớm hơn được 7 phút, bây giờ là 10:23 và hy vọng là kết thúc vào lúc 1 giờ như mọi khi. What? Ok, thì bữa nay là chúng sẽ tập tay. Thì hôm nay chúng sẽ quay cái ngày tay cho mấy bạn xem. Ok, thì bữa nay là có hai người bạn thân nữa. Yeah. Ok, mà không được cardio trước khi lên nằm lầu hết. Damn, hẹn gặp lại các bạn gym. What? Nay mưa quá không có ai tập hết. Hai phòng rất là vắng. Yo, thì bây giờ chúng ta sẽ vô bài đầu tiên, đó là bài incline. Incline dumbbell mà double arm, cái là chúng ta sẽ lên cùng một lúc luôn. Và có 6 set tất cả, và tập trên ghế incline ha. Và không có ai hết. Bây giờ đó là bây giờ gần 11 giờ rồi và không có ai ở đây hết. Okay, thì nguyên cái khu freeway này là của Trung. Look at it. Skill, 80% beer, be 100% clear, cause Riley was ill. Who would have thought he'd be the one to set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like bleach, man. Why you had the stupidest verse? This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. Yo, what's up mấy bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập tay. Thì ngày bữa nay thì chỉ có một số bài là có tempo và một số bài là không ha. Thì nói chung là cũng sẽ có tuần, tại vì cái này là theo giáo án này, cũng như là mình đổi theo tuần vậy á. Có khi tuần có khi tuần không, cho nên là bữa nào Trung sẽ tập cái tuần nào thì Trung sẽ quay tuần đó ha. Ok, thì bữa nay là chúng ta sẽ tập tay. Thì bài đầu tiên đó là bài incline dumbbell double arm curl. Thì nghĩa là chúng ta sẽ ngồi trên cái ghế để ngực trên ha. Và sau đó chúng ta sẽ cầm hai cục dumbbell và curl tay lên.
Thì cái bài này mục đích của nó là nó sẽ giúp cho chúng ta là sẽ tách biệt được cái phần thân của chúng ta ra, gọi là isolate cái trunk, nghĩa là lại bỏ cái phần thân ra thì chúng ta chỉ còn mỗi hai cái cánh tay để chúng ta cơ, và nó rất là tập trung vào trong cái bắp tay trước ha. Thì số set và số ép chúng có ghi đằng trước rồi. Nó là 6 set tất cả ha. Thì sẽ là 12 12 10 10 8 8. 6 set cho bài đầu tiên. Rất là pump. Thì đây là set nặng cuối cùng, đó là 8 rep. Thì bài này mấy bạn nào chưa quen thì mấy bạn có thể tập vừa thôi, tại vì bài này rất là nặng ha. Chúng ta sẽ không có cơ được tạ nặng đâu, cho nên là nó hoàn toàn là nó isolate toàn bộ cái thân ra, nên thành ra là chúng ta chỉ còn hai cánh tay, nên là không có lúc lắc được giống như lùm bò chút lúc, không thể cheat được như chúng ta đứng ha, như chúng ta lúc chúng ta đứng đâu. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp qua bài tiếp theo, đó là bài barbell curl inside shoulder width, 4 set ha. Thì inside shoulder width nghĩa là cái tay chúng ta nó sẽ để ở phía bên trong so với độ rộng của cái vai. Ví dụ như rộng bằng vai đúng không, thì inside nghĩa là nó sẽ từ rộng bằng vai chúng ta sẽ đưa hai cái tay đi vào sâu vào trong một chút ha. Thì ở góc quay này mấy bạn sẽ thấy sẽ hơi khó thấy cái tay của chúng nó sâu vào trong, nhưng mà so với cái lúc cầm á thì mấy bạn sẽ thấy rất là rõ. Nếu như mấy bạn cầm ha thì mục đích như vậy thì nó ăn vào bắp tay trước nhưng mà ở má trong, rất là pump luôn. Thì đây là set cuối. Thì đó, các bạn thấy khi đứng á chúng ta sẽ có cái momentum, là chúng ta sẽ dễ cheat hơn so với cái bài ngồi lúc đầu á. Cho nên là ý nói là Lý Trung muốn nói là cái bài nãy ngồi nó sẽ rất là vào. Sau chúng ta sẽ chuyển qua là wide grip cable curl 3 set. Nhưng mà bài này khá đặc biệt ha, chúng ta sẽ drop set liên tục trong 3 set đó. Nghĩa là ở đây Trung ghi như vậy á, nghĩa là chúng ta sẽ drop set liền luôn ha. Đó, nghĩa là 3 set chúng ta set nào chúng ta đều drop hết. Thì lúc mà chúng ta chung vừa chơi một set nặng 6 rep và bây giờ chúng ta sẽ drop xuống 8 rep. Sau đó chúng ta sẽ drop xuống tiếp tục là 10 rep và drop xuống là 12 rep. Thì mấy bạn nhớ cấm tạ nặng trước, sau đó chúng ta sẽ nhả dần tạ lên, nhả nhẹ dần tạ lên ha. Thì 3 set này xong là mấy bạn như là muốn giục cái tay luôn á. Qua chung tập cái bài này muốn giục cái tay luôn. Bây giờ Trung đang edit, thành ra là cái ngày này ngày tốn đêm ngày hôm qua. Thì rất là pump luôn, cực kỳ pump ở cái bài này. À, cái bài này lưu ý một chút, đó là chúng ta sẽ cầm rộng ở ngoài nha. Bài này chúng ta sẽ cầm rộng ở ngoài, mấy bạn lưu ý giúp Trung. Chúng ta sẽ cầm outside shoulder width, nghĩa là rộng so với bằng vai, và chúng ta sẽ cầm rộng ra. Lúc mà chúng ta đang cầm inside và chúng ta bây giờ cầm outside ha. Các bạn nhớ Trung bài này, thì chúng ta sẽ tập bài này với lại cái cable, là tập với cap, không có tập với freeway nữa. Và bài tiếp theo là bài Incline Hammer Curl, là bài này có tempo này 1012, là nghĩa là mấy bạn chỉ cần nhớ là lúc lên chúng ta sẽ giữ lại 2 giây ha. Lên chúng ta sẽ curl hammer, là cơ tạ búa hammer, và chúng ta sẽ ngồi ở trên cái ghế ngực trên với mục đích tương tự y như lúc nãy, là chúng ta để isolate cái phần trunk ra, nó thành thân chúng ta ra. Thì bài này nó hold lại á, nó tempo thành ra nó chơi có 4 set và 4 rep thôi, hơi ít ha, 4 rep nhưng mà vẫn rất là pump. Và nếu như mấy bạn có thể thì mấy bạn cũng có thể chơi thêm một số rep nữa, chẳng hạn như chơi 6 rep cũng được, nhưng mà Trung nghĩ tới lúc nó cũng rất là pump rồi, mấy nó cũng hợp lý. Và đó là bài cuối của cái ngày của cái tay trước, thì chúng ta sẽ quay chuyển qua tay sau. Thế nghĩa là chúng ta sẽ chơi gọi là bài đứng ha, tricep extension bài đứng, nhưng mà chơi với lại double arm tricep extension standing là đứng đó. Thì bài này không có tempo và chúng ta sẽ cầm hai cục dumbbell và sẽ thực hiện cái động tác là extension ha. Bài này thì chắc Trung nghĩ rằng mấy bạn quen thuộc nhiều rồi, thì nó sẽ ra vào cái tay sau của chúng ta rất là tốt ở cái phần long head ha. Thì nó sẽ giúp chúng ta build cái phần ở dưới á, ở phần ở dưới cái bắp tay á, thì rất là tốt. Thì sau đó chúng ta sẽ có một cái bài, nó cũng giống như là cái bài skull crusher, nhưng mà đây là chúng ta đứng và cầm hai cục dumbbell, như vậy nó sẽ isolate nhiều hơn. Đó, như vừa nói thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bài flat band skull crusher. Thì bài này 6 set ha. À, bài này là có một cái lưu ý là 6 set như lúc nãy, nhưng mà chúng ta sẽ đi cái số rep á, nó giống như là kim tự tháp, thì giảm dần đến tăng dần, nghĩa là 8, 6, 4 và 4, 6, 8. Thì set đầu tiên này mấy bạn sẽ chơi 8 rep, sau đó xuống 6 rep, sau đó xuống 4 rep. Chúng ta sẽ từ 4 rep chúng ta đi ngược lên lại ha. Thì cái lượng tạ mấy bạn có thể tự canh dần, giảm dần, sau đó là tăng dần theo số rep luôn. Ok.
thì bài này Trung quay không có nhiều, thằng Trung không có quay đủ mấy rep tại vì hôm qua quay cũng nhiều thứ nên thành ra cũng sợ hết pin nên cũng rất là tiết kiệm. Thì đó, bài này Trung muốn lưu ý bạn là mấy bạn nhớ là nằm trên ghế phẳng và dùng cái thanh bo này ha, thanh bo thẳng, đừng dùng thanh bo cong ha. Thì mục đích của bài này là dùng thanh bo thẳng. Thì cái này là inside shoulder width nha mấy bạn. Thì nghĩa là chúng ta sẽ cầm hẹp vào trong. À không, không phải inside shoulder width mà là shoulder width, nghĩa là chúng ta sẽ cầm vừa bằng vai ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua bài wide grip breast down. Và bài này cũng tương tự như cái bài curl tay lúc nãy, mấy bạn nhớ không? Curl tay trước lúc nãy thì chúng ta cũng sẽ rob y chang như lúc nãy luôn. Và nhưng bài này là 4 set, còn bài kia là 3 set. Bây giờ là sẽ rob xuống 8 rep và sau đó sẽ rob xuống 10 rep, sau đó rob 12 rep. Nó liên tục luôn nha, không có nghỉ giữa chừng. Và như vậy 4 set, set nào chúng ta cũng rob hết. Nó sẽ cái mức tạ đầu tiên chúng ta xài sẽ là mức tạ nặng nhất và để đi được 6 rep, và sau đó là chúng ta sẽ nhả dần lên phía trên ha. Và set cuối sẽ là set tạ tương đối nhẹ và chúng ta sẽ đi 12 rep. Như bạn thấy là đang rob xuống 12 rep. Ok, thì bài này là chung lưu ý mấy bạn là mấy bạn cầm rộng với lại cái cây rộng ha. Chúng ta đừng cầm với cái cây nhỏ như bình thường chúng ta hay tập ha, cầm rộng ra thì như vậy nó sẽ xé được cái tricep từ cái tay sau chúng ta, nó sâu hơn, nó sẽ vào được cái phần tay sau sâu hơn rất là nhiều. Ok, và sau đó chúng ta sẽ qua bài cuối cùng của bài tay sau, đó là bài weighted tricep dip, có là tempo là 1212. Thì bữa nay là những cái bài nào có tempo chúng ta sẽ chơi ít rep ha, là 4 set và 4 rep. Thì chúng ta sẽ chọn cái lựa tạ nặng ha. Thì mấy bạn thấy số rep nó thấp, mấy bạn sẽ lựa cái tạ nặng để cho nó phù hợp với lại cái volume. Thì chúng ta sẽ chuyển cái tạ nặng và chúng ta sẽ đẩy mạnh xuống dưới và giữ lại 2 giây so với tempo, và lên giữ 2 giây, siết xuống, siết vào cái tay sau 2 giây và nhả lên 2 giây ha. Chỉ có 4 rep thôi. Đó, mấy bạn có thể thấy là lên giữ 2 giây, xuống, hold lại 2 giây, sau đó nhả lên lại, xuống và giữ. Nếu mấy bạn không có cái máy tricep này á thì các bạn có thể dip ở trên cái thanh ở cái trên mấy cái thanh xà kép á cũng được ha, và nhớ là cặp tạ vào chân ha, tại vì bài này rất là nhẹ nên chúng ta dùng body weight nó không có đáng lắm. Và sau đó chúng ta sẽ qua để kết thúc cái ngày tay bữa nay là sẽ chơi bài cable reverse risker và một cái nữa là cái bài cable risker nữa ha. Cái này reverse nghĩa là chúng ta sẽ ăn vào cái cẳng tay nhưng mà nó ở phía trên ha. Thì chúng ta sẽ dùng với lại cái cable với dây cáp và có tempo, lúc lên chúng ta sẽ giữ 2 giây và xuống giữ 2 giây, lên giữ 2 giây, xuống lại 2 giây, lên giữ và 15 rep tất cả ha. Đây, bài này với bài sau chúng chỉ quay có một set thôi tại vì lúc này là đã hết pin rồi, nó cũng đã báo là sắp hết pin, thành ra là chúng chỉ quay có một rep, một set thôi. Đó, này là behind, là đằng sau lưng cable risker. Cái này là cái vào cái cục forearm và tay và cái cẳng tay nhưng mà ở phía dưới. Nó cũng 4 set, tempo là lên giữ 2 giây, lên và giữ lại 2 giây ha. Chắc Trung nghĩ rằng mấy bạn coi video của Trung bữa giờ thì chắc cũng đã hiểu về tempo nhiều rồi ha. Thì cái con số Trung ghi nó rất là đơn giản, chỉ có 4 con số. Thì hy vọng mấy bạn có thể là đoán được cái tempo nếu như Trung có lỡ quên giải thích trong video. Ok, peace out. Yo, thì bây giờ là Trung đã tập xong ngày tay. Thì bây giờ là đang là 1 giờ sáng. Thì bây giờ là Trung sẽ đi về quầy như mọi khi.